Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm cái tính năng va chạm ở trên Mobileye. Nó sẽ hoạt động như thế nào? Hôm nay mình sẽ nói về tính năng va chạm thôi nha. Thì rất là nhiều bạn đặt câu hỏi với mình là nếu mà đi trong đô thị thì nó sẽ kêu, nó sẽ gây phiền phức. Thấy một cái chiếc xe hơi trắng ở phía trước thì mình sẽ chạy, mình sẽ giữ lane của mình và mình tiếp cận cái chiếc xe hơi trắng đó, coi cái Mobileye nó có rung. Đây, chiếc xe hơi trắng phía trước nè, bây giờ mình sẽ chạy tiến sát cái chiếc xe hơi đó với tốc độ nhanh. Các bạn thấy không? Thì cái Mobileye nó sẽ kêu lên, cái kêu mà liên tục như vậy á là khả năng xảy ra tai nạn rất là mau. Bây giờ mình sẽ chạy cùng tốc độ với cái chiếc xe hơi ở phía trước để xem coi cái Mobileye này nó ra cảnh báo như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy không? Chiếc xe hơi phía trước màu trắng á, mình sẽ tiến gần đó. Là trên màn hình sẽ hiển thị là còn 1 giây đó. Bây giờ nó đã chuyển lên rồi thì nó sẽ ở đây không, nó sẽ nhận vật thể cái phía trên nữa thì mình sẽ chuyển lên theo chiếc xe màu trắng đó. Bây giờ mình đã tiến sát nó, nó không, mình cùng tốc độ nó thì nó sẽ không ra cảnh báo nha các bạn. Bạn cũng thấy đó, thì các bạn cứ an tâm đi trong đô thị là nó sẽ không có kêu. Ngại mình thấy không? Bây giờ mình chạy rất là chậm ngay do dừng đèn đỏ nè, hoàn toàn không xảy ra một cái gì đó gây phiền phức nha các bạn. Ra cảnh báo lần đầu tiên cho các bạn. Đó, nó sẽ cảnh báo lần thứ hai. Để vậy các bạn giảm tốc lại. Hiện tại thì bên công ty Thiên Minh đang có một cái chương trình dùng thử là giảm 20% cho những người trong hội, tức là các bạn dùng thử trong 30 ngày, các bạn không hài lòng các bạn có thể đem hoàn trả lại công ty Thiên Minh. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Bữa nay mình chỉ đánh giá về cái khả năng xảy ra tai nạn, sẽ cả khả năng xảy ra cảnh báo va chạm đối với cái thiết bị Mobileye thôi. Mình sẽ trở lại với những video clip đánh giá lần sau.